Là vì đầu tiên là em bắt đầu các đi các lúc đó là em đang học đại học năm 2. Lúc đó em bắt đầu các đi em bắt đầu công việc freelance là viết bài cộng tác cho một cái công ty, viết các bài SEO và viết cái gì nhỉ, gọi là gì nhỉ? À, viết cái kịch bản phim hoạt hình cho loại ngắn thôi ạ. Một kịch bản đấy em viết tầm 3 phút là người ta đã trả cho em 150 rồi, nên là em thích lắm. Đợt đó là em mới vào nghề nên là em đã đồng ý em làm. Em làm được tầm 2 3 tháng thì em thấy chán nên là và nó kiểu cũng không có mở cho em một cái con đường mới nào cả, nên là em lại chuyển đến làm, em đang phỏng vấn, đi tìm kiếm phỏng vấn và làm tại một công ty cung cấp các cái dịch vụ mẹ và bé. Tuy nhiên là em cũng thấy em không hợp với cuộc sống văn phòng lắm, với lại vị trí của công ty nó cũng hơi xa chỗ ở của em nữa, nên em lại, đợt đó thì em vẫn đang trong quá trình cái kia, em khá là stress với nó. Thế rồi em bắt đầu đọc nhiều các bài viết hơn, và sau đó là em nghĩ là mình cần tìm một cái ngách nào đó phù hợp với mình hơn, thay vì là việc cứ chạy theo những cái dịch vụ mà người ta chỉ thuê mình ngắn hạn thôi. Thế nên là em đã bắt đầu lựa chọn, và cái ngách đầu tiên em chọn đó là những cái lối sống healthy. Cái bài viết đầu tiên em viết em gửi cho báo cà phê gì nhỉ, em cũng quên luôn rồi, đó là cách ăn kiêng sao cho, cách ăn thô sao cho giữ dáng và đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên là họ từ chối em, lúc ra em buồn lắm. Họ từ chối, họ bảo là bọn chị bài viết này thì cũng ok rồi, nhưng mà bọn chị đang muốn những cái người mà có chuyên môn, có bằng cấp đàng hoàng để mà họ viết cho bọn chị hơn. Thế thì lúc đó em mới nghĩ là chuyên ngành của mình là báo chí truyền thông, làm sao mình có thể viết được. Thế là em lúc đó em đã bắt đầu nghĩ em việc đổi ngách rồi. Thì lúc đó em mới nhớ ra là em đã từng viết kịch bản phim hoạt hình, và lúc đó em khi mà em viết kịch bản phim hoạt hình, em không phải là vì em không mất nhiều sức nên em thích, mà là vì em được làm việc, em được đặt bản thân mình vào vị trí của một đứa trẻ khi mà xem phim ấy, thì em thấy rất là thoải mái. Và lúc đó em lại vô tình xem được cái kênh Sách Edu Bay Trang, đó là một cái kênh nội dung về dành cho tuổi teen của chị Trang. Thì đợt đó em lại cũng bắt đầu một cái ngách, nhưng mà đối tượng lại là các bạn tuổi teen. Em bắt đầu làm những cái video kiểu dạng, hoặc lại một lần nữa làm dạng video dạng hoạt hình ấy ạ. Em làm thì em bắt đầu đăng những cái video đó lên TikTok. Được có mỗi 2 cái video lên xu hướng khoảng hơn 50.000 mắt. Thì em bị report nhiều quá. Em bị report vì là những cái đó quá là nhạy cảm. Thì lúc đó em mới nghĩ, mà lúc đó nó đang lên xu hướng, em mới không hiểu là tại sao lại bị report. Thì em mới đăng cái bài đó có một cái group mà mọi người support cho nhau ở trên cái nền tảng TikTok đó. Thì cái người kiểm duyệt nội dung ấy, họ có comment một vài những cái lời rất là khiếm nhã. Thì lúc đó em cũng nhận ra là chắc là mình không hợp đâu, tại vì mình không muốn nghe những cái lời như này, mặc dù là lỗi là hoàn toàn của họ. Thế thì em lại bắt đầu nghĩ, thế thì tại sao mình không bắt đầu với đối tượng là trẻ em nhỏ nhỏ, tầm từ 0 đến mười mấy tuổi đó. Thế thì lúc đó là em bắt đầu đọc các bài viết, tìm các trang web liên quan đến giáo dục giới tính để em đọc. Thì em đã nghiên cứu cái khoảng từ 0 đến 15 tuổi đó trong suốt 6 tháng, tức là em chỉ đọc đọc tài liệu, em nốt lại, rồi là em mua các sách về tâm lý học liên quan đến trẻ em để mà cái quá trình em giải thích cho bố, em nghĩ là em giải thích cho bố mẹ thì họ sẽ hiểu hơn. Thì em đã có một khoảng 6 tháng chỉ dịch và tìm hiểu, viết các cái nội dung liên quan đến giáo dục giới tính cho trẻ. Đến khi mà em làm cái blog này thì em mới thêm cái mục là tin nữa. Đó thì là đó là cái hành trình mà em bắt đầu với Thóc Xuân Thóc Phần. Đầu tiên khi mà em nghĩ em việc là bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân hay là viết là làm cho mình cái blog, thì em thấy cái chi phí em hơi chóng mặt, tại vì em còn đang là sinh viên, em cũng nghèo lắm. Nên là em đã phân vân, em nghĩ thôi kệ đi, không cần đâu, em cứ để mặc đó. Lúc đó em kiểu vừa đấu tranh giữa việc là mình nên đầu tư bao nhiêu đó số tiền làm một cái blog, hay là mình nên kệ nó và sau đó mình cứ giặt mây trôi đi. Đó là khi đó là phân vân. Còn khi mà em tìm thấy blog của chị và biết được cái dịch vụ của chị là tầm khoảng hơn một năm trước, và khi mà em bắt đầu phân vân giữa ba gói dịch vụ của chị là khoảng 3 tháng trước, em lại tiếp tục phân vân. Em đã đi hỏi bạn em hỏi là có nên làm cái blog với số tiền như này không.
thì bạn em bảo là nếu thì cần thì cứ làm thôi. Xong rồi em lại một lần nữa vào cái trang fanpage của chị, em nhìn cái cách chị làm các thứ kiểu nó cũng hơi kiểu chuyển động lực một tí, thì em mới quyết định em làm. Khi chuyển tiền thanh toán dịch vụ các thứ xong thì em cũng phải tiếc tiền một xíu, tại vì em không biết là khi nào mà nó đem lại cái lợi nhuận cho em như em mong muốn cả, thì lúc đó em tiếc tiền. Nhưng mà trong quá trình làm việc với chị, khi mà em được chính tay mình chỉnh sửa cái nội dung, chính tay mình tạo đứa con của mình, thì em thấy hạnh phúc kinh khủng luôn ấy. Kiểu như là em biết là đã đến lúc mà mình bước ra ngoài ánh sáng, mình cho người ta biết là không, mình thể hiện được là mình đã cố gắng đến nhường nào. Khi trong quá trình làm việc với chị thì lúc đầu em cũng hơi sợ chị một tí, như là gặp cô giáo ấy. Nhưng mà sau đó là đến buổi thứ ba thì em thấy thoải mái hơn nhiều, và em đôi khi em thấy quan điểm của chị và em cũng khá là giống nhau về cái cách mà mình làm sao mà mình triển khai nội dung. Thì tính em không thích màu mè lắm, em thích đi thẳng vào trọng tâm cơ. Đấy là những cái cảm xúc của em, bối rối phân vân hồi hộp, mà cuối cùng thì vẫn là có hạnh phúc. Còn sau này thì em không biết. Khi mà em làm blog thì em phải tập trung, em muốn người ta nhìn em với hình ảnh là một người chia sẻ kiến thức về giáo dục giới tính, để cho ba mẹ nhìn vào, mẹ có thể tin tưởng mình có thể nhờ người này, cùng người này đồng hành với con trên cái con đường mà giáo dục giới tính cùng con. Đầu tiên là như thế. Cái thứ hai nữa là em không, tại vì là em làm việc và em viết cũng lâu rồi, kiểu như là em viết thì em bắt đầu học viết ôn thi đội tuyển các thứ là từ năm lớp 6 cơ. Em cũng làm quen với kiểu phân sắp xếp và phân phối nội dung rồi, nên em không muốn là tự giới hạn bản thân trong một cái ngách riêng, mà em muốn là được thử sức với nhiều ngách khác nữa. Nên là em xem cái blog như là một nơi vừa là thể hiện bản thân, vừa nơi là thể hiện kiến thức, nó cũng là vừa cái portfolio của em để sau này em có thể kiếm được những cái công việc tốt hơn. Đó là những cái dự định sau này của em. Tên của em là đừng có bấm nằm bấm điện thoại, đừng có nằm tình trình hình một đống nữa, ngồi dậy và làm đi. Đừng phân vân là nhiều tiền quá hay là khó khăn quá, hãy cứ bắt đầu ngay bây giờ. Đừng bao giờ gọi là thôi đợi đốt ngày mai xem hết bộ phim này, là đợi cuối tuần cho nó đúng giờ hoàng đạo như nào. Bắt đầu từ ngay bây giờ không hối hận này. Nhớ cái lúc nãy em nói, cái hôm đầu tiên trước khi em nói chuyện với chị ấy, thì buổi tối em nói chuyện với bạn em bảo là trời ơi, nhìn chị sợ lắm, tao sợ lắm, tao không dám nói chuyện đâu. Thì đến cái buổi trưa ấy, trước cái hôm nói chuyện này, em sợ quá em không ngủ được luôn. Thì hôm đầu tiên này em hơi sợ chị một tí. Xong nhưng mà từ hôm thứ hai trở đi ấy là em kiểu như là đã kết nối được với chị rồi, em cảm thấy thực ra thì chị ấy cũng giống mình mà, cũng nhiều khi cũng có điểm tương đồng, thì chị support em rất rất chi là nhiệt tình luôn. Và khi mà trong cái buổi chiều mà em chuyển khoản cho chị ấy làm dịch vụ thì chị gửi em cái file luôn. Em rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là cái tốc độ làm việc lại nhanh như thế, em chưa làm việc với ai mà tốc độ làm việc nhanh như thế luôn. Thì nếu mà dành lời khen thì em dành lời khen là làm việc rất là hiệu quả, chị rất là nhiệt tình.